Xin chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này, bên trái cây thơm mưa lát quay lại cái hình ảnh mà của nhân viên kỹ thuật đi vào vườn tư vấn cho bà con nông dân về cái bệnh chết nhanh trên cây chanh dây. Thì cái bệnh này nó cũng đang hiện tại phổ biến bên cây chanh dây. Thì với clip này bà con cứ theo dõi về hết cái quy trình bên trái cây thơm mưa lát cho nhân viên kỹ thuật hướng dẫn bà con tư vấn tại vườn và phương pháp xử lý như thế nào đối với cái hiện tượng chết nhanh ở trên cây chanh dây. Thì mặc dù trời mưa nhưng mà vẫn phục vụ cho bà con theo cái nhu cầu, thì vẫn tới vườn và cho nông dân thăm vườn nông dân và hỏi ý kiến nông dân và tư vấn một số điều mà nông dân cần biết và cần hỏi. Thì với cái đường này đi rất là cực và mưa, thì như trên clip bà con xem mà đó, đường mưa ướt hết nhưng vẫn vô. Thì đây là một vườn của anh Quế ở bên huyện Cư Mờ Nga, thôn 1 xã Cư Mờ Nông, huyện Cư Mờ Nga. Thì đây thì vườn của anh trồng gồm có 300 gốc, thì vào được 6 tháng tuổi và cho trái bói. Một số cây nó có hiện tượng là chết nhanh, đang trái rất xum xê, bắt đầu tự nhiên héo rũ, tóp trái và vàng úa. Thì với hiện tượng này ở vườn anh thì bị được có 2 giây thôi. Thì mình đã tiến hành hướng dẫn cho anh Quế xử lý. Thứ nhất là vứt bỏ đi hai cái gốc cây mình bị chết đó và tiến hành là vét vôi. Thì đây bà con cứ xem, đây là cái đường vào rẫy của anh, thì nói chung là cũng rất là khó nên để phục vụ anh thì vẫn đi theo. Thì bà con cứ xem hết clip đi, những clip này mình quay rất là thực tế về cái hình ảnh của người nông dân chúng ta khi vào rẫy, mang rất là đầy những ý nghĩa. Khi mà nông dân chúng ta đi làm rẫy nhưng mà rất là vất vả, rẫy thì cũng rất là xa, nhưng mà vì nông nghiệp nên nông dân đều cố gắng. Thì đây thì cũng đã tới vườn của nông dân, thì mình cũng tư vấn cho bà con xem. Thì anh chồng cái mô hình này á, thì gồm có tiêu và chanh dây anh xem với nhau. Thì chanh dây này được 5 tháng đã có trái bói và giống hoàn toàn là giống Đài Loan, rất là tốt, trái rất là đẹp, xanh. Thì như đây các bạn xem đó, trái rất là đều á, nhìn trái này cái nó rất là xanh vì chanh tơ mà. Nhưng mà với phương pháp của mình hướng dẫn cho anh á, thì anh đã phòng ngay từ lúc đầu luôn, khi mà chớm phát hiện được hai gốc cây của anh đã bị bệnh. Đây như các bạn xem này đó, đây là cái gốc chanh mà bị chết này, các bạn xem rễ rất là to nhưng nó bị nấm xâm nhập á, làm cho cái hiện tượng của rễ gốc cây chanh dây anh bị chết và héo úa. Đây là toàn bộ những cái gốc chanh dây, các bạn cứ nhìn xem, bà con nhìn xem đó, to. Thì về hiện tại cái giá thành của cái chanh dây á cũng được rất là cao và được nông dân nuôi chuộng trồng rất là nhiều. Đó bà con xem, ở trên cây héo rũ hết. Thì mình cũng hướng dẫn cho bà con luôn là nông dân là tiến hành xử lý liền gốc đó để tránh tình trạng mà nó lây theo đường nước mưa. Thì mình cho nông dân bắt đầu là đào hố, đào bơ cái gốc đó lên. Và thứ hai đó là tiến hành rắc vôi. Thì cái việc rắc vôi cũng đã rất là mang nhiều cái hiệu quả cao. Thứ nhất là phòng ngừa được cái bệnh hại của cái gốc cây chanh dây đó, những cái mầm bệnh trong đó, để cho tránh lan qua những gốc cây chanh dây khác. Thì nông dân này mình cũng cho nông dân tiến hành đào. Thì với cái vườn này á, thì mình cho nông dân phòng hết những cái thuốc về chanh dây, như là phòng trừ nấm đồ, những cái loại côn trùng kết thúc đó, và mùa mưa đó, để tránh hiện tượng mà bị virus tảo rồi gây hại vào mùa mưa. Thì hiện tại bắt đầu đến mùa mưa thì cái lượng mà sâu bệnh hại nó gây hại trên dây chúng ta rất là nhiều, nên mình khuyên bà con nên tỉa cành thông thoáng, tạo rãnh để chống ngập úng trên cây trên dây và một số phương pháp khác. Thì qua đây bà con nào có nhu cầu mà hỗ trợ kỹ thuật đó, về cây trên dây đó, thì bà con vui lòng gọi lên số điện thoại ở dưới để được tư vấn và hỗ trợ về cây trên dây. Thì một lần nữa bà con cứ xem hết clip về cái quy trình mình hướng dẫn cho bà con nông dân xử lý cái cây chanh dây khi mà bị bệnh chết nhanh. Thì với cái vườn này á, thì mình cho nông dân xử lý liền luôn, ngay luôn đó. Thì giờ mình đang gom những cái ngọn mà chanh dây này nè, gom kéo cắt bỏ hết những cái dây mà bị bệnh như thế này. Thì vườn này mới chấm bệnh 2 dây thôi, mình cũng cho anh Quế là khắc phục luôn đó. Bà con xem trái tóp teo hết. Thì cái chanh dây thì nó bệnh cũng rất là nhanh. Thì sau khi thu gom xong á, hai góc này thì mình cũng cho anh Quế xử lý vôi hết hai góc. Thì ở clip này nó rất là dài nên các bạn cứ xem, và mình cũng tư vấn kiểm tra một số góc chanh dây của anh á, để anh khắc phục được cái hiện tượng mà nó bị chết và bị thối của rễ như những cái vườn khác. Thì một lần nữa xin bà con vui lòng đăng ký kênh để theo dõi tất cả các video về nông nghiệp và cây chanh dây ở nông dân Tây Nguyên Đắk Lắk chúng ta. Thì hiện tại thì cái lượng trồng chanh dây của bà con nông dân cũng rất là nhiều, nhưng qua đó thì cái phương pháp trồng chúng ta cũng chưa hiệu quả. Thì bà con cứ xem những hình ảnh mình quay này, hướng dẫn cụ thể tại vườn bà con thu gom hình ảnh luôn. Thì xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này. Bà con nhớ theo dõi hết clip. Cảm ơn bà con.